Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm thử clip chơi thử map tiếp nha. Lần đầu tiên mới tải hôm qua nhưng mà bây giờ nó thời gian chơi nè. Cảm giác mới lạ đấy. Vẫn chiến thuật cũ, nằm bò và bo. Bò lê, bò lết. Nhảy xa đường bo một tí nha, nhảy cuối này alo 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 nào, có thằng nào. ba này Hello. phát đi à phát đi kéo à đám này nguy hiểm nha. Nghe các bạn trên mạng nói là map này rất ít đồ. Đúng bài toàn là Uzi. Giáng sinh tới rồi mà vẫn không có bạn gái đi chơi ở nhà kỳ như bây giờ. Đúng như là các bạn nói, tấm này khá ít đồ nha, không có đồ gì gần luôn. Lưu đạn. Chuông nhận thưởng hả? Ừ.
Nấm này nó rất là nhỏ, nấm này rất là nhỏ và thời gian bo vào cũng nhanh nữa. Chắc chắn là trận đấu này kết thúc là nhanh còn hơn cả map sân hóc đây. Chiếc này khá là đẹp nha. Khá là nhiều nhà. Ăn đồ xem. Xem ra với trình độ của mình chơi cái map này rất bất lợi. Số 1 là nóc được một bạn rồi. Chạy có xe đây luôn nè. Cố tình đi qua mấy bên này để tránh giao tranh nha. Lắm này có lẽ là khó bò rồi. Bò rất là dễ bị lộ. Như vậy cái chân ở đây thì phải.
Rồi cô. Thank you.
Let's go, no, 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 I can't along. Nó khá là căng thẳng. Mình lỡ bằng cái red dot rồi, bắn cái gì bây giờ?
Thì chúng mình đang nhập bò, em đang bán anh pháp một rồi. Còn mắc cái red dot rồi, ghê. Quá ngu đang chọc bò chạy lung tung. Từ từ đang trong bò mà số một cái chân ngu chạy lung tung như chơi vậy trong bò. Calm down. Silent, calm down. Im nha má, trong này trong bo mà chạy lung tung. Silent.
John Mu. Đông mù, đông mù. Don't move, don't move. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Top 2 30 phút.